Chào mừng các bạn đến với kênh Vũ Thi Hôn. Kênh Vũ Thi Hôn với phương châm chia sẻ là niềm vui. Kênh chuyên chia sẻ về các phần mềm và trang web giúp các bạn làm việc nhanh hơn, tiết kiệm được thời gian và hiệu quả hơn. Các bạn nhớ đăng ký kênh nhé. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Vũ Thi Hôn. Kênh Vũ Thi Hôn với phương châm của kênh chia sẻ là niềm vui. Kênh Vũ Thi Hôn là kênh chuyên chia sẻ các phần mềm, trang web hữu ích đến mọi người, giúp các bạn và các khán giả xem kênh giải quyết các trường hợp, các tình huống khó khăn trong công việc để làm việc hiệu quả, nhanh chóng hơn, tiết kiệm được thời gian. Nhớ đăng ký kênh các bạn nhé. Để tạo ra những đoạn video như vậy thì chúng ta làm như thế nào? Xin mời các bạn xem clip chia sẻ sau đây. Rồi, bước đầu tiên, từ màn hình laptop của các bạn sẽ mở chương trình duyệt web Google Chrome hoặc là Cốc, ở đây mình mở Google Chrome lên. Vào trong mục tìm kiếm, các bạn sẽ nhấn vào chữ là ID. Cạnh cái chữ ID. Đó, các bạn đây, DID. Và DID, các bạn nhấp vào cái DID.com này, các bạn nhấp vào đây. Rồi sẽ đưa đến các bạn một cái giao diện của DID, thì các bạn sẽ nhấp vào chữ là đăng ký, chữ là login để chúng ta đăng ký nha. Ta sẽ đăng ký một cái tài khoản ở trên đây, nhấp vào chữ login này và đăng ký. Rồi chúng ta sẽ đăng ký bằng tài khoản Gmail hoặc là Google. Chúng ta sẽ đăng ký bằng cái Google, các bạn chữ Google. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục nhấn vào cái địa chỉ Gmail của mình. Rồi, như vậy là chúng ta đã đăng ký được cái thành công cái tài khoản trên trang web là DID. Thì các bạn xem phía dưới này là cái tên mình nè. Đó, cái tên mình đã làm đăng ký thành công. Rồi bước thứ hai là chúng ta sẽ tiến hành tạo một cái video bằng cách nhấn vào create video đây, nhấn như thế này. Các bạn sẽ tạo ha, nhấn vào đây. Rồi ở đây các bạn sẽ thấy được là đây là những cái hình ảnh. Đó, cái hình ảnh là để mà chúng ta chọn hình ảnh để mà chúng ta đọc. Đó. Bạn thấy rất là nhiều cái khuôn mặt để mà chúng ta có thể là tạo ra. Rồi bây giờ về ngôn ngữ. Ngôn ngữ thì ở đây các bạn sẽ nhấn vào, click vào chữ giống mũi tên sổ xuống nè, cái chỗ là ngôn ngữ nè. Ở đây là mặc định là tiếng Anh. Thì bây giờ mình có thể mình là tiếng Việt hay là nước nào đó mình sẽ chuyển đổi lại. Mình nhấn vào chữ mũi tên sổ xuống nè. Rồi mình sẽ chọn ngôn ngữ. Mình chọn ngôn ngữ, giả sử là mình tiếng là người Việt Nam thì mình chọn là ngôn ngữ là Việt Nam. Cái xuống Việt Nam. V. Đó, hỗ trợ là Việt Nam. Các bạn thấy không nè? Nhấn chữ cho Việt Nam. Rồi, và ở đây chúng ta sẽ thấy được là có hai giọng đọc nè. Giọng đọc đó là Hoài My nè. Đó, Hoài My, các bạn sổ xuống nha. Và Nam Minh. Thì ở đây chúng có hai giọng đọc, nữ là Hoài My và nam là Nam Minh thôi, chỉ có hai giọng đọc thôi. Rồi, chúng ta chọn, giả sử chọn là Hoài My. Rồi, đó là cái chúng ta chọn được ngôn ngữ và cũng như là giọng đọc rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chọn một cái hình ảnh để minh họa. Giả sử như mình chọn một cái phong cách hình ảnh là phong cách người Việt đây. Phong cách là người Việt. Khuôn mặt nào mà giống người Việt đây nè. Giả sử như mình chọn là bằng nữ đúng không? Bằng nữ đi. Cái một bằng nữ là mình đã chọn vô. Bằng nữ này đi. Rồi, cái nữ này. Đấy. Rồi chúng ta tiếp tục là chúng ta sẽ đánh cái đoạn văn vào đây. Đó, đánh cái vào đây chúng ta sẽ đánh cái đoạn mà mình muốn cho cái giọng muốn cái giọng đọc này. Thì ở đây chúng ta có thể là đánh trực tiếp vào đây hoặc chúng ta copy dán hoặc là chúng ta upload từ một đoạn audio thì mình sẽ nói sao. Và cho mặc định của chúng ta đó là 3875 là ký tự. Ký tự. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đánh vào đây ha. Đánh vào đây. Giả sử là chào mừng các bạn đến với kênh Vũ Thi Hôn. Kênh Vũ Thi Hôn
với phương châm chia sẻ là niềm vui. Kênh chuyên về chia sẻ, kênh chuyên chia sẻ này, kênh chuyên chia sẻ về các phần mềm và trang web giúp các bạn làm việc nhanh hơn. Tiết kiệm được thời gian. Tiết kiệm được thời gian và hiệu quả hơn. Hiệu quả hơn. Và hiệu quả hơn. Các bạn nhớ đăng ký kênh nhé. Rồi, giả sử duy nhiên là mình cho nó giọng đọc như thế này. Rồi. Rồi sau khi mà hoàn thành xong rồi, chúng ta sẽ nhấn vào chữ là gen. Rồi chúng ta sẽ nhấn vào gen Critical đây. Rồi, bây giờ là nó đang tạo cho chúng ta đấy. Rồi chúng ta nhấn vào nha. Rồi nó đang tạo video cho chúng ta đấy. Rồi coi như là đã tạo xong rồi. Coi như đã tạo xong rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thưởng thức lại nha. Các bạn coi nè, chúng ta nhấn vào play hiện tại để xem lại nè. Chào mừng các bạn đến với kênh Vũ Thi Hôn. Kênh Vũ Thi Hôn với phương châm chia sẻ là niềm vui. Kênh chuyên chia sẻ về các phần mềm và trang web giúp các bạn làm việc nhanh hơn, tiết kiệm được thời gian và hiệu quả hơn. Các bạn nhớ đăng ký kênh nhé. Rồi, sau khi mà chúng ta đã nghe xong rồi, chúng ta có thể là download xuống nè. Đó, download, hoặc là chúng ta nhấn chữ chia sẻ là coi như là xong. Còn nếu chúng ta không thích, chúng ta sẽ nhấn chữ đem. Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ thấy được là đây là 20 video, và mỗi ngày chúng ta sẽ có được là một tài khoản á, chúng ta được là 20 video, bây giờ chỉ còn lại là 18 video. Và bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái video tiếp, nhấn vào đây. Rồi bây giờ mình ở đây có thể là tạo video từ một đoạn audio, giả sử như mình chọn một cái nam nào đó đi. Mình chọn giọng tiếng Việt hay giọng Việt. Đó. Rồi giả sử như là bạn nam đi, nãy mình chọn nữ, bây giờ chọn nam, Nam Minh. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn hình ảnh, giả sử như bạn nam này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhấn vào một đoạn audio nào đó. Nếu mà ta không có đánh chữ vào đây thì ta có một đoạn audio nào đó chúng ta cũng có thể úp vào đây. Giả sử như là mình nhấn vào chữ audio. Rồi sau đó mình sẽ úp đoạn audio này lên. Audio này tiếng Việt. Rồi chúng ta sẽ dẫn đến một cái file âm thanh mà chúng ta vừa thu á. Đây giả sử âm thanh này, mình mở lên. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem nha. Rồi sau khi đã up xong chúng ta sẽ xem lại nè. Chúng ta nhấn vào chữ là pen video này. Đúng chưa nè, tiếp tục. Đây các bạn sẽ nhấn vào chụp play nha, nghe nè.
Chào mừng các bạn đã đến với kênh Vũ Thi Hôm. Kênh Vũ Thi Hôm với phương châm chia sẻ là niềm vui. Kênh Vũ Thi Hôm là kênh chuyên chia sẻ về các phần mềm, trang web hữu ích đến mọi người, giúp các bạn và các khán giả có thể làm việc nhanh hơn, hiệu quả hơn. Các bạn sẽ đến với kênh Vũ Thi Hôm để ủng hộ và cùng chia sẻ nhé. Đó, sau khi xong rồi các bạn có thể download về đó là chia sẻ. Rất là tuyệt vời đúng không các bạn? Mình xin kết thúc clip tại đây. Các bạn thấy clip hay và ý nghĩa hãy cho mình một like, một đăng ký và một chia sẻ để mình có được động lực cho những clip chia sẻ tiếp theo hay hơn và ý nghĩa hơn. Đăng ký kênh thì các bạn nhấn vào nút đăng ký và nhấn vào chuông rung để nhận được clip chia sẻ mới nhất của mình. Rồi cảm ơn các bạn đã xem clip và hẹn gặp lại các bạn trong clip chia sẻ tiếp theo. Xin trân trọng, kính chào.